Và hiện tại thời gian của chúng ta còn lại là 5 phút mà thôi. 30 giây nữa thôi. 5, 4, 3, 2, 1. Tại sao những cái mẫu phác thảo của em đây nó lại không có màu? Em đang tự tước đi một cái cơ hội tiến sâu hơn. Cái bộ collection của em, bộ nam và bộ nữ, nó phải liên quan với nhau chứ. Nó không phải một cái váy và không có lý do nào mà nên mấy cái nữ tính. Trong ba bạn thì không có bạn nào được vào vòng an toàn cả. Chị nghĩ là nếu mà tụi em thuyết phục như vậy thì chắc chắn là đi về hết. Hãy đón xem tập 2 phát sóng lúc 19 giờ ngày 5 tháng 10 trên kênh 2VN.